Lại nữa, thiện hiện các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, khi ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, có người đến khen ngợi nhiều việc tốt đẹp trong loài người, khen ngợi các việc thắng diệu của chúng trời tứ đại vương cho đến trời tha hóa tự tại, khen ngợi các việc thắng diệu của trời phạm chúng cho đến trời sắc cứu cánh, khen ngợi các việc thắng diệu trời không vô biên xứ cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nhân đó mà nói rằng, tuy hưởng các dục lạc ở cõi dục, thọ các khoái lạc, tịnh lự, vô lượng ở cõi sắc, thọ các diệu lạc, tịch tịnh, đẳng trí, định ở cõi vô sắc, nhưng tất cả những thứ đó đều là pháp hữu vi, vô thường, khổ, không vô ngã, bất tịnh, biến hoại, pháp tận cùng, pháp rơi dụng, pháp xa lìa, pháp tiêu diệt. Sao các vị không nương thân này tinh tấn để chứng quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc độc giác bồ đề, nhập niết bàn, rốt ráo an vui, cần gì ở lâu trong sanh tử luân hồi? Vô cớ vì người khác chịu các thống khổ, để mong cầu đến vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ này nghe theo lời ấy, thì cho dù ghi chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng không được rốt ráo. Nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người trì pháp thân không ràng buộc, chỉ chuyên chăm lo sự nghiệp riêng mình, không lo sự nghiệp người khác. Còn người học pháp thì ưa lãnh đồ chúng, thích làm doanh nghiệp cho người, không lo sự nghiệp mình. Hai bên không hòa hợp, nên không được dạy trao nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Thiện hiện, người học pháp thân không ràng buộc, chỉ chuyên chăm lo sự nghiệp riêng mình, không lo sự nghiệp người khác. Còn người trì pháp thì ưa lãnh đồ chúng, thích làm doanh nghiệp cho người, không lo sự nghiệp mình. Hai bên không hòa hợp, nên không được dạy trao nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người trì pháp không thích ồn ào, còn người học pháp thì thích nơi ồn ào. Hai bên không hòa hợp, nên không được dạy trao nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Thiện hiện, người học pháp không thích ồn ào, còn người trì pháp thì thích nơi ồn ào. Hai bên không hòa hợp, nên không được dạy trao nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người trì pháp muốn người học pháp hỗ trợ việc làm của mình, còn người học pháp thì không muốn theo ý thích của người kia. Hai bên không hòa hợp, nên không được dạy trao nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Thiện hiện, người học pháp muốn người trì pháp hỗ trợ việc làm của mình, còn người trì pháp thì không muốn theo ý thích của người kia. Hai bên không hòa hợp, nên không được dạy trao nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người trì pháp vì danh lợi nên muốn vì người thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, lại muốn họ ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập. Còn người học pháp thì biết việc làm của người kia nên không muốn theo thọ trì. Hai bên không hòa hợp, nên không được dạy trao nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Thiện hiện, người nào học pháp vì danh lợi nên muốn thỉnh người kia thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, lại muốn có phương tiện để ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập. Còn người trì pháp thì biết việc làm của người kia nên không chấp nhận lời thỉnh cầu. Hai bên không hòa hợp, nên không được dạy trao nghe thọ ghi chép đọc tụng tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Nên biết đây là ma sự của Bồ Tát.
Lại nữa, thiện hiện, người trì pháp muốn đến nơi khác, chỗ đó có sự nguy hiểm đến thân mạng. Còn người học pháp thì sợ mất thân mạng nên không muốn đi theo. Hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao, nghe thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa. Nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Thiện hiện, người học pháp muốn đến nơi khác, chỗ đó có sự nguy hiểm đến thân mạng. Còn người trì pháp thì sợ mất thân mạng nên không muốn đi theo, hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao, nghe thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người trì pháp muốn đến nơi khác, ở nước ấy có nhiều giặc cướp, bệnh dịch đói khát, còn người học pháp thì sợ khó khăn đó nên không chịu đi theo, hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao, nghe thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Thiện hiện, người học pháp muốn đến nơi khác, ở nước ấy có nhiều giặc cướp, bệnh dịch, đói khát, còn người trì pháp thì sợ khó khăn đó nên không chịu cùng đi, hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao, nghe thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người trì pháp muốn đến nơi khác yên ổn giàu vui, không tai nạn, còn người học pháp muốn đi theo. Người trì pháp dùng phương tiện thử: tuy ông vì lợi muốn đi theo tôi, nhưng ông đến đó đâu chắc vừa lòng, nên suy nghĩ kỹ sau chớ hối hận. Người học pháp nghe rồi nghĩ: người kia không muốn cho ta cùng đi, nếu cố đi theo đâu chắc được nghe pháp, do đó không đi theo. Hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao, nghe thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Thiện hiện, người trì pháp muốn đến nơi khác phải trải qua đường xá, đồng trống hiểm trở, có nhiều giặc cướp và chiên đà la, người ác, ác thú, thợ săn, rắn độc, vân vân khủng bố. Người học pháp muốn đi theo người trì pháp, dùng phương tiện thử: nay ông không việc gì mà phải theo tôi đi qua các chỗ hiểm nạn như thế, hãy suy nghĩ kỹ sau chớ hối hận. Người học pháp nghe rồi nghĩ: người kia không muốn cho ta đi theo, nếu cố đi theo đâu chắc được nghe pháp, do đó không đi theo. Hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao, nghe thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người trì pháp có nhiều thí chủ thường đi theo. Người học pháp đến thỉnh người trì pháp thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa, hoặc thỉnh ghi chép thọ trì đọc tụng để tu học đúng pháp. Người trì pháp viện nhiều lý do không rảnh dạy trao, người học pháp sanh tâm hờn ghét, sau dù có dạy trao cũng không nghe thọ, hai bên không hòa hợp nên không được dạy trao, nghe thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, có các ác ma giả dạng bí xô đến chỗ Bồ Tát tìm cách phá hoại, làm cho Bồ Tát không được ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người diễn nói bát nhã ba la mật đa. Khi ấy cụ thọ thiện hiện thưa Phật: bạch Thế Tôn, bằng cách nào ác ma giả dạng bí xô đến chỗ Bồ Tát tìm cách phá hoại, làm cho không được ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người diễn nói bát nhã ba la mật đa? Phật dạy: này thiện hiện, có các ác ma giả dạng bí xô đến chỗ Bồ Tát tìm cách phá hoại, làm cho Bồ Tát nhàm chán bát nhã ba la mật đa, không ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người diễn nói. Ác ma còn nói: kinh điển vô tướng mà ông đã đọc tụng tu tập chẳng phải là bát nhã ba la mật đa chân thật, còn kinh điển hữu tướng mà ta đã đọc tụng tu tập mới đúng là bát nhã ba la mật đa. Khi ác ma nói lời này, các Bồ Tát chưa được thọ ký liền sanh nghi ngờ đối với bát nhã ba la mật đa. Do nghi ngờ nên người ấy sanh nhàm chán bát nhã ba la mật đa, do nhàm chán nên không ghi chép thọ trì đọc tụng
tu tập tư duy vì người diễn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, có các ác ma giả dạng bí sô đến chỗ Bồ Tát nói, Bồ Tát nào hành Bát Nhã Ba La Mật Đa này, thì chỉ chứng thật tế, đắc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc độc giác bồ đề, quyết chắc không thể chứng Phật quả vô thượng, cần gì phải chịu nhọc nhằn đối với việc tu tập kia, chỉ uổng công mà thôi. Bồ Tát nghe rồi bèn chẳng ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người diễn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, khi ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, có nhiều ác ma làm trở ngại ngăn cản sự mong cầu vô thượng chánh đẳng bồ đề của Bồ Tát, các đại Bồ Tát nên quan sát kỹ mà xa lìa việc đó. Khi ấy cụ thọ thiện hiện thưa Phật, Bạch Thế Tôn, những gì gọi là ma sự gây trở ngại để cho các Bồ Tát biết rõ mà xa lìa. Phật dạy, này thiện hiện, các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, khi ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, có nhiều ma sự giống như Bát Nhã, Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa gây trở ngại, trong đó Bồ Tát nên quan sát kỹ mà xa lìa. Lại nữa thiện hiện, các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, khi ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, có nhiều ma sự giống như pháp nội không, không của các pháp nội tại, ngoại không, không của các pháp ngoại tại, nội ngoại không, không của các pháp nội ngoại tại, không không, không của không, đại không, không lớn, thắng nghĩa không, không của chân lý cứu cánh, hữu vi không, không của các pháp hữu vi, vô vi không, không của các pháp vô vi, tất cánh không, không tối hậu, rốt ráo, vô tế không, không không biên tế, tán vô tán không, không của sự không phân tán, bản tính không, không của bản tính tự nhiên tính, tự cộng tướng không, không của tự cộng tướng, nhất thiết pháp không, không của vạn hữu, bất khả đắc không, không của cái bất khả đắc, vô tính không, không của vô thể, cái không tồn tại, tự tính không, không của tự tính, vô tính tự tính không, không của vô thể, của tự tính của cái không tồn tại, gây trở ngại, trong đó Bồ Tát nên quan sát kỹ mà xa lìa. Lại nữa thiện hiện, các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, khi ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, có nhiều ma sự giống như chân như pháp giới, pháp tánh thật tế, cảnh giới bất tư nghì và vô lượng vô biên các Phật pháp khác gây trở ngại, trong đó Bồ Tát nên quan sát kỹ mà xa lìa. Lại nữa thiện hiện, các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, khi ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, có người đem kinh điển tương ưng nhị thừa đến chỗ Bồ Tát nói, đây là lời chân thật mà Như Lai đã nói, người nào học pháp này sẽ mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, như vậy cũng gọi là ma sự gây trở ngại, Bồ Tát nên quan sát kỹ mà xa lìa. Lại nữa thiện hiện, có các ác ma giả dạng bí sô đến chỗ Bồ Tát nói việc học, việc hành pháp nội không, ngoại không, vân vân, hoặc bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc ba môn giải thoát vân vân của nhị thừa. Ác ma nói pháp ấy rồi lại bảo Bồ Tát, đại sĩ nên biết ông hãy nương pháp này mà tinh tấn tu học, sẽ chứng quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc độc giác bồ đề, sẽ được xa lìa tất cả sanh lão bệnh tử, cần gì chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Do đó làm cho Bồ Tát không ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người diễn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát.
Lại nữa, thiện hiện có các ác ma giả dạng Bí Xô, dung mạo đoan nghiêm, uy nghi thư thả, đến chỗ Bồ Tát. Bồ Tát thấy liền sanh lòng ưa mến, do đó nên giảm mất trí nhất thiết tướng không được nghe, ghi chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện có các ác ma giả tướng Phật, thân màu vàng ròng, tỏa ánh sáng một tầm, đủ 32 tướng đại trượng phu, 80 vẻ đẹp trang nghiêm viên mãn, đến chỗ Bồ Tát. Bồ Tát thấy liền sanh lòng ưa mến, do đó nên giảm mất trí nhất thiết tướng, không được lắng nghe, ghi chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện có các ác ma giả tướng Phật tuyên thuyết pháp yếu cho các Bí Xô vây quanh. Bồ Tát thấy liền sanh lòng ưa mến và nghĩ, ta nguyện đời sau sẽ thành Như Lai ứng chánh đẳng giác, tuyên thuyết pháp yếu cho các Bí Xô vây quanh, giống như sự việc được thấy hôm nay. Do đó nên giảm mất trí nhất thiết tướng, không được lắng nghe, ghi chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện có các ác ma giả dạng đại Bồ Tát, hoặc trăm hoặc ngàn cho đến vô số, đầy đủ vô ngại biện tài tướng hảo trang nghiêm, từ thân ấy biến hóa thành Phật thuyết pháp, dạy chúng đại Bồ Tát tu bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, hiện tướng như vậy rồi đến chỗ Bồ Tát. Bồ Tát thấy liền sanh lòng ưa mến, do đó giảm mất trí nhất thiết tướng, không được lắng nghe, ghi chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Vì sao, này thiện hiện, trong pháp bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, sắc vô sở hữu bất khả đắc, thọ tưởng hành thức cũng vô sở hữu bất khả đắc, nhãn xứ vô sở hữu bất khả đắc, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc, sắc xứ vô sở hữu bất khả đắc, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc, nhãn giới vô sở hữu bất khả đắc, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng vô sở hữu bất khả đắc, sắc giới vô sở hữu bất khả đắc, thanh hương vị xúc pháp giới cũng vô sở hữu bất khả đắc, nhãn thức giới vô sở hữu bất khả đắc, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng vô sở hữu bất khả đắc, nhãn xúc vô sở hữu bất khả đắc, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng vô sở hữu bất khả đắc. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu bất khả đắc, các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng vô sở hữu bất khả đắc, địa giới vô sở hữu bất khả đắc, thủy hòa phong không thức giới cũng vô sở hữu bất khả đắc, vô minh vô sở hữu bất khả đắc, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng vô sở hữu bất khả đắc, cõi dục vô sở hữu bất khả đắc, cõi sắc vô sắc cũng vô sở hữu bất khả đắc, quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, vị lai hiện tại cũng vô sở hữu bất khả đắc, pháp hữu lậu vô sở hữu bất khả đắc, pháp vô lậu cũng vô sở hữu bất khả đắc, pháp hữu vi vô sở hữu bất khả đắc, pháp vô vi cũng vô sở hữu bất khả đắc, pháp thế gian vô sở hữu bất khả đắc, pháp xuất thế gian cũng vô sở hữu bất khả đắc, bố thí ba la mật đa vô sở hữu bất khả đắc, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng vô sở hữu bất khả đắc, pháp nội không, không của các pháp nội tại vô sở hữu bất khả đắc, pháp ngoại không, không của các pháp ngoại tại, nội ngoại không, không của các pháp nội ngoại tại, không không, không của không, đại không, không lớn, thắng nghĩa không, không của chân lý cứu cánh, hữu vi không, không của các pháp hữu vi, vô vi không, không của các pháp vô vi, tất cánh không, không tối hậu rốt ráo, vô tế không, không không biên tế, tán vô tán không, không của sự không phân tán, bản tính không, không của bản tính tự nhiên tính, tự cộng tướng không, không của tự cộng tướng, nhất thiết pháp không, không của vạn hữu,
bất khả đắc không, không của cái bất khả đắc, vô tính không, không của vô thể, cái không tồn tại, tự tính không, không của tự tính, vô tính tự tính không, không của vô thể, của tự tính của cái không tồn tại. Cũng vô sở hữu, bất khả đắc, chơn như vô sở hữu bất khả đắc, pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng vô sở hữu bất khả đắc, thánh đế khổ vô sở hữu bất khả đắc, thánh đế tập diệt đạo cũng vô sở hữu bất khả đắc, bốn tịnh lự vô sở hữu bất khả đắc, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng vô sở hữu bất khả đắc, tám giải thoát vô sở hữu bất khả đắc, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc, bốn niệm trụ vô sở hữu bất khả đắc, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng vô sở hữu bất khả đắc, pháp môn giải thoát không vô sở hữu bất khả đắc, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng vô sở hữu bất khả đắc, tịnh quán địa vô sở hữu bất khả đắc, chủng tánh địa, đệ bát địa, cụ kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa, độc giác địa, bồ tát địa, như lai địa cũng vô sở hữu bất khả đắc, cực hỷ địa vô sở hữu bất khả đắc, ly cấu địa, phát quang địa, diệm tuệ địa, cực nan thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện tuệ địa, pháp vân địa cũng vô sở hữu bất khả đắc, năm loại mắt vô sở hữu bất khả đắc, sáu phép thần thông cũng vô sở hữu bất khả đắc, mười lực của Phật vô sở hữu bất khả đắc, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng vô sở hữu bất khả đắc, 32 tướng đại trượng phu vô sở hữu bất khả đắc, 80 vẻ đẹp cũng vô sở hữu bất khả đắc, pháp không quên mất vô sở hữu bất khả đắc, tánh luôn luôn xả cũng vô sở hữu bất khả đắc, trí nhất thiết vô sở hữu bất khả đắc, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng vô sở hữu bất khả đắc, thành thục hữu tình vô sở hữu bất khả đắc, nghiêm tịnh cõi Phật cũng vô sở hữu bất khả đắc, đại nguyện Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, thần thông Bồ Tát cũng vô sở hữu bất khả đắc, tất cả môn Đà La Ni vô sở hữu bất khả đắc, tất cả môn Tam Ma Địa cũng vô sở hữu bất khả đắc, quả dự lưu vô sở hữu bất khả đắc, quả nhất lai bất hoàn A La Hán, độc giác Bồ Đề cũng vô sở hữu bất khả đắc, tất cả hạnh đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, chư Phật vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng vô sở hữu bất khả đắc, này thiện hiện, nếu ở đây sắc vô sở hữu bất khả đắc, thọ tưởng hành thức cũng vô sở hữu bất khả đắc. Như vậy cho đến tất cả hạnh đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, chư Phật vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng vô sở hữu bất khả đắc, thì ở ngay đây tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các chúng đại Bồ Tát, độc giác thanh văn, các loại dị sanh cũng vô sở hữu bất khả đắc. Vì sao thiện hiện? Vì tự tánh của tất cả Pháp là không. Lại nữa thiện hiện các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, khi ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, có nhiều trở ngại và tai hại phát sanh, khiến cho người phước mỏng làm việc không thành tựu. Nhưng châu thiện bộ có nhiều châu báu là phệ lưu ly, loại đá quý sắc xanh, loa bối, ốc quý, ngọc bích, san hô, thạch tàng, mạc ni, chân châu, đế thanh, ngọc xanh, đế thích, đại thanh, kim cương, hổ phách, vàng bạc, vân vân. Nhưng có nhiều nạn giặc cướp nhiễu hại, nên những người phước mỏng cầu không thể được. Châu báu vô giá Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng như vậy. Các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, khi ghi chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, nếu người phước mỏng thì sẽ gặp nhiều chướng ngại, có các ác ma gây trở ngại. Cụ thọ thiện hiện liền thưa Phật: Bạch Thế Tôn, đúng vậy, bạch thiện thệ, đúng vậy, thật như bậc thánh dạy về Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, như châu thiện bộ có các thứ châu báu như lưu ly vân vân, thì sẽ có nhiều trở ngại. Những người phước mỏng dù có điều kiện thuận tiện,
nhưng cũng không thể có được. Các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, khi ghi chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy, diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, nếu người nào phước mỏng thì sẽ gặp nhiều trở ngại, dù có ưa muốn cũng không đạt được. Vì sao? Vì người ngu si bị ma sai xử. Các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, khi ghi chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy, diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, sẽ bị trở ngại. Bạch Thế Tôn, người ngu si ấy tuệ giác lu mờ, không thể nghĩ bàn Phật Pháp rộng lớn. Đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tự mình không thể ghi chép, thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy, vì người diễn nói lại muốn ngăn người khác ghi chép, thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy, diễn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Phật dạy thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói, người ngu si sẽ bị ma sai xử. Các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, khi ghi chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy, diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, sẽ bị gặp trở ngại. Này thiện hiện, người ngu si kia tuệ giác lu mờ, không thể nghĩ bàn Phật Pháp rộng lớn, vì chưa trồng thiện căn, chưa phát thệ nguyện lớn ở chỗ Phật, bị bạn ác khống chế, phước đức mỏng, nên đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tự mình không thể ghi chép, thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy, vì người diễn nói. Các thiện nam thiện nữ mới học Đại Thừa, khi ghi chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy, diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, sẽ bị gặp trở ngại. Thiện hiện, đời tương lai có các thiện nam thiện nữ tuệ giác lu mờ, thiện căn mỏng, bị bạn ác khống chế, đối với công đức rộng lớn của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, không thể tin hiểu được. Đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tự mình không thể ghi chép, thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy, vì người diễn nói lại muốn ngăn các thiện nam thiện nữ khác ghi chép, thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy, diễn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên biết người này bị vô lượng tội. Lại nữa thiện hiện, các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, khi ghi chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy, diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, sẽ gặp nhiều ma sự gây trở ngại, làm cho việc ghi chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy, vì người diễn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không thành tựu và không thể viên mãn Bát Nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa, không thể viên mãn pháp nội không, không của các pháp nội tại, ngoại không, không của các pháp ngoại tại, nội ngoại không, không của các pháp ngoại nội tại, không không, không của không, đại không, không lớn, thắng nghĩa không, không của chân lý cứu cánh, hữu vi không, không của các pháp hữu vi, vô vi không, không của các pháp vô vi, tất cánh không, không tối hậu rốt ráo, vô tế không, không không biên tế, tán vô tán không, không của sự không phân tán, bản tính không, không của bản tính tự nhiên tính, tự cộng tướng không, không của tự cộng tướng, nhất thiết pháp không, không của vạn hữu, bất khả đắc không, không của cái bất khả đắc, vô tính không, không của vô thể, cái không tồn tại, tự tính không, không của tự tính, vô tính tự tính không, không của vô thể của tự tính của cái không tồn tại, không thể viên mãn chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, không thể viên mãn thánh đế khổ tập diệt đạo, không thể viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không thể viên mãn tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, không thể viên mãn bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo,
không thể viên mãn pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, không thể viên mãn thập địa Bồ Tát, không thể viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông, không thể viên mãn 10 lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không thể viên mãn 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp, không thể viên mãn pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, không thể viên mãn thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, không thể viên mãn tất cả môn Đà La Ni, môn Tam Ma Địa, không thể viên mãn tất cả hạnh đại Bồ Tát, chư Phật vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, không thể viên mãn trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không thể viên mãn các công đức này là do ác ma làm trở ngại. Này thiện hiện các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, khi ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, nếu không bị ác ma làm trở ngại thì có thể viên mãn Bát Nhã tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí Ba La Mật Đa cho đến viên mãn trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, nên biết đều nhờ thần lực Như Lai gia hộ các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa này, giúp họ ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, đều không bị chướng ngại, cũng khiến cho họ viên mãn Bát Nhã tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí Ba La Mật Đa cho đến viên mãn trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Lại nữa thiện hiện, hiện tại tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở vô lượng vô số vô biên thế giới trong 10 phương đang thanh tịnh thuyết pháp, cũng dùng thần lực gia hộ các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa này, giúp họ ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, đều không bị chướng ngại, cũng khiến cho họ viên mãn Bát Nhã tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí Ba La Mật Đa cho đến viên mãn trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Lại nữa thiện hiện, hiện tại trong 10 phương hằng hà sa số chư Phật ở các thế giới và tất cả chúng đại Bồ Tát bất thối chuyển, cũng dùng thần lực gia hộ các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa này, giúp họ ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, đều không bị chướng ngại, cũng khiến cho họ viên mãn Bát Nhã tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí Ba La Mật Đa cho đến viên mãn trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng.